Tại Đà Lạt, nhiều ngôi nhà ở đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 2, ngay trung tâm thành phố đang xảy ra tình trạng bị nứt khiến cho người dân lo lắng. Hiện tượng này mới xảy ra nhưng chỉ trong một thời gian ngắn thì vết nứt ngày càng lan rộng, có ít nhất 13 căn nhà trong tình trạng tương tự. Vết nứt còn xuất hiện với chiều dài 30m dọc theo tuyến đường. Giao thông qua tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi hiện đã tạm ngừng. Hiện chính quyền địa phương đang triển khai các phương án khắc phục hiện tượng bất thường này, giúp cho người dân sớm ổn định cuộc sống. Trên cái tinh thần là hết sức là chủ động, nắm chắc tình hình để có tình huống xấu mà có xảy ra thì đảm bảo tuyệt đối cái tính mạng cho nhân dân. Vấn đề thứ hai, chúng tôi đã mời trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh cũng như viện địa lý tài nguyên của Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam nghiên cứu xác định cái nguyên nhân sự cố.